thứ tư, ngày 8 tháng 8 năm 2018, 11:07 AM, GMT cộng 7. Trước thông tin, thủ khoa các trường công an nhân dân là thí sinh Sơn La, Hòa Bình. Ngày 7 tháng 8, một lãnh đạo của Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, chúng tôi đã nắm bắt được một số thông tin ban đầu về vấn đề này. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được tiến hành theo đúng quy trình, tức là nếu các trường có kiến nghị chính thức thì Cục Đào tạo sẽ báo cáo lên lãnh đạo cấp trên để xin chủ trương. Học viên Học viện CSND. Cũng theo vị lãnh đạo này, nếu Bộ Công an cho chủ trương thì lúc đó mới có thể đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra một số bài thi. Tuy vậy, kể cả trong trường hợp Bộ Công an cho chủ trương, hướng dẫn xử lý nhằm đảm bảo chất lượng nguồn tuyển cho các trường nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo không đồng ý thì việc này sẽ không thể thực hiện được. Hiện tại, các trường công an nhân dân vẫn sử dụng kết quả của kỳ thi TSPTQG 2018 làm căn cứ pháp lý để xác định thí sinh trúng tuyển và chưa có chủ trương kiểm tra đầu vào của thí sinh vì chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện việc này. Chỉ khi nào Bộ Giáo dục Đào tạo công bố kết quả rà soát điểm thi tại một số địa phương có nghi vấn gian lận điểm, nếu phát hiện có trường hợp thí sinh gian lận, lúc đó sẽ xử lý theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vị lãnh đạo này cho biết. Học viện CSND, thủ khoa các trường công an nhân dân.